Thưa quý vị và các bạn, Quảng Yên là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa với nhiều làng xã cổ xưa, trong đó có nhiều tên đất tên làng còn được sử dụng đến ngày nay. Mỗi làng đều có một ngôi đình cổ kính gắn liền với đời sống và phản ánh văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của người dân địa phương. Trong đó, đình Khoái Lạc ở xã Sông Khoai là một ngôi đình như thế. Xưa kia, Quảng Yên là vùng đất rộng lớn gồm 6 tổng: Hà Bắc, Hà Nam, Dưỡng Động, Trúc Động, Bí Giàng và Vạn Yên, chia ra làm 42 làng. Sau này, danh xưng Quảng Yên trở thành tên thị trấn của huyện Yên Hưng và nay là tên của thị xã. Quảng Yên hiện gồm phần đất của hai tổng xưa là Hà Nam và Hà Bắc với địa phận 20 làng cổ, trong đó có làng Khoái Lạc. Cư dân nơi đây nhiều đời sống ven sông, bên các bãi bồi, gắn bó với nông nghiệp. Nơi đây vẫn còn lưu giữ dấu tích văn hóa của một vùng chiêm trũng từ thế kỷ 16-17, thuở mới khai hoang mở đất lập làng. Đình Khoái Lạc xưa kia thuộc xóm Khoái Lạc, làng Vạn Trà. Tương truyền vào thế kỷ thứ 16, các vị tiên công đã đến đây khai khẩn đất hoang, gây dựng nhà cửa, làng xóm. Đến khi dân cư đông đúc, họ bắt đầu xây dựng một ngôi đình nhỏ khung bằng gỗ, lợp dạ, tượng đất và thành lập ra làng Vạn Trà. Làng Vạn Trà bấy giờ gồm 3 xóm: Khoái Lạc, Trại Nghi, Khe Nữ. Lâu dần, cư dân ngày càng đông đúc, nhiều người dân từ nơi khác tới ngụ cư. Làng Vạn Trà đổi thành xã Khoái Lạc gồm 3 thôn: Khoái Lạc, Trại Nghi, Khe Nữ, khi đó gọi là Nhất Xã Tam Thôn. Có lẽ do làng Vạn Trà có khí hậu ôn hòa, có rừng, có sông Khoai, xưa gọi là sông Đồng Bái Tây, sông Rũi, sông Uông. Có đất đai màu mỡ ven sông để cấy lúa, có nhiều sản vật trên rừng dưới biển. Cư dân thời đó sung túc hơn so với các làng khác trong vùng, nên khi thành lập xã đã đổi tên làng Vạn Trà thành xã Khoái Lạc. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, đình Khoái Lạc có diện mạo như ngày hôm nay. Đình thờ 3 vị thần: thần Cao Sơn, thần Quý Minh, thần Đông Phong. Hiện nay đình Khoái Lạc còn 9 đạo sắc phong của vua Thiệu Trị, vua Tự Đức, vua Đồng Khánh, vua Thành Thái và vua Duy Tân phong cho thần Cao Sơn, Quý Minh, Đông Phong làm thượng đẳng thần. Ngoài các đạo sắc phong, trong đình hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ làm minh chứng cho truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Hiện nay ở trong đình còn lại 80 cái vật cổ. Một là bát hương đá, hai là hai cái ngai, ba là một cái án gian, bốn còn ví dụ như đài, rất rượu đấy, rồi thì hương, lọ hoa và hai bức đại tự. Một là hậu cung Vạn Tuế, bức ngoài Khoái Lạc Nghĩa Đơn và nguyên của nó là tảng đá xanh còn nguyên, và cái hậu cung này là còn nguyên, ba gian gỗ còn nguyên. Với niên đại hàng trăm năm, những hiện vật này còn cho thấy niềm tự hào cũng như phản ánh công tác bảo tồn gìn giữ các giá trị truyền thống của người dân địa phương. Năm 2006, cụm di tích đình miếu Khoái Lạc được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.